Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi chơi đồ chơi chân lý nhá anh em nhá. Rồi. Ok thế rồi. Đợi đợi Mickey một phút thế thôi, đợi Mickey tí. Mickey lúc kia đang còn đang ngủ trên kia mà. Ok. Được mấy cái như thế. Ba là Mickey đấy hả? À. Chàng thế. Thế đâu đấy? Thế đâu đấy? Không không không. Ở Trường Hải đây. Không được đâu, có sói à? Thank you.
cũng ngon mà. Dầu cũng ngon, rượu lau cũng ngon, chơi gì đây? Quá nhờ. Ui má, thế chơi biển lâu rồi, má chơi ấn ngon thế. Chơi pháo thủ kìa. Ui rồi hai đấm đi luôn. Màu đấy nhưng mà không có lẽ lễ hội
Cà tàu vị. Ui má, cà tàu vị cắt cái thải rồi. Cà tàu vị cắt tích rồi thế không? Chưa chơi pháo thủ đấy. Thế là có chưa không có pháo thủ. Hư cấu, lừa dối. Mà còn thằng này thì gì đây? Ô lát sát thủ, rồi còn có đồ của Kim Long nữa chứ. Con cóc ba cái cốc thì có mạnh không nào. Thì có pháo đâu ra, phải không có gì hết, phải chỉ có cái nịt thôi. Pháp sự, đồ pháp sự, ôi vậy đấy thôi, làm nóng à, làm nóng thì con cóc có được làm nóng đâu. Các đơn vị gọi ba sức mạnh công kích và bốn sức mạnh phép thuật tổng thể kích hoạt được cho mình. Đà thế nhở, nâng cấp cay thế. Ui vậy đây. No prison can hold me. Mạnh quá.
đi khen pháp sư rồi các kiểu. Có chứ, có chứ. Là con rai ba cốc nè. Ui, mất bí ẩn luôn. Úi rồi. Có tiêu này à. Thổi chúng nó đi. Má nuôi con cóc hết hơi rồi nó không thổi được. Khạc chúng nó cho ai. Khạc hết chúng nó cho ai. Ai? Thằng nào? Thằng nào? Đi vũ à? Cấu thế, cục đấy. Chắc nó để cục vàng ở vậy quái nó không nhặt. Chứ làm gì có gì đâu. Ủa hay là đồ, à cái đồ của The Raven nó vừa rớt á. Cái view The Raven á. Ừ, view The Raven. Ừ, có một mảnh đồ ngẫu nhiên mà. Bữa hình như vậy á. À, vừa nói xong nó chạy đây ạ, nó mò đây ạ. Thằng cóc. Cóc cậu cũng rời. Khạc chúng nó đây. Bay màu. Má đợi mãi khạc được thì khạc ngu vô lờ. Khạc chúng nó cho ai. Tầm này mà chưa 6 thượng long thế. Thế nó nói cái gì đó. Ta điên lên vì nó. Má nhiều đồ quá mà không buồn luôn. Con rồng này phải chia nó ra sớm thì ngon. Má con kia lên được 2 thì tốt quá. Thế cũng chưa dry à? Yasuo á?
Ai con nào? Cho xua không? Cho xua cho blue thì cho chứ cho suzy làm gì? Cho blue ấy. Nhả đi rồi chết. À, nhả không đau luôn. Nhả ngu nữa chứ, không chỉ không đau mà còn ngu nữa. À, con rài nó cái bóc đổ nó ngẫu nhiên nó ra cái vuốt rồng cái là thôi hết đam luôn ạ. Đau vậy chứ. Ừ, Loren. Yeah, siêu linh. Má thằng nào cũng xài dầu siêu du vậy. À, thằng nào cũng có dầu siêu du đấy. Cóc thạc đi. Thạc đi. Rồi ok. Thạc cái đi rồi chết. Ui rồi cút luôn. Rồi thì đã hoàn thành rồi. Nó cần đồ thủ cho nó nhỉ. À, hai mảnh này không biết làm gì luôn. Lần đấy là phải chơi Thượng Long luôn chứ chơi gì qua Rai Pháp Sư vậy. Hơi sai lầm nữa. Ăn khạc. Đến cóc phải nuôi chưa. Ui, do nơi đừng chém nữa, nhà mình còn gì đâu. Chúng ta đừng quật nữa, đừng quật nữa. Super Rider. À, một máu à, một máu à. Nên thế. Hải nương tay đấy, hải nương tay đấy. Chết đi rồi, vứt con Rider ra đây. Ôm Rider làm gì, sắp lên Rider 3 đúng không? Ui, con bạc ngon này. À, bạc ngon đấy nhỉ. Tuna cũng ngon. À, con bạc ngon thế. Giờ đợi cái gỡ đồ của ta chứ bà con quá. À. Giờ con bà con quá. Ui có rồng thần luôn. Ha 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 ha.
Chết chưa thế? Chết rồi. Tôi hỏi thăm để biết được còn có rai 2 nữa. Thôi, hỏi thăm để lấy rai 2. Super cóc của ai chưa? Thấy con super cóc chưa? Ui, tí ra. Hả? Ừ. Ừ. Nó đang 182 nhá, để tí coi thử nhá. Trâu chứ, hơi bị trâu đó. Hay là để đợi có rồng 2 thì con xoay qua chơi rồng 2 nhỉ. Thằng nào giờ mới nuôi cóc đây? Thì gặp luôn, đấm vào cái đầu nó dẫm nuôi cóc à. Ui, nó cộng lên 332 rồi đấy. Khạc nó, khạc con khôn vào, bay màu liền. Khạc nó. Đấy, sức mạnh của rồng thần chưa? Ừ, ra con rồng 2 đi chơi. Ừ, quá. Con rồng này 3 cốc vào cũng được phết nhờ. Chó chưa? Khạc nó cho anh. Ôi dồi, con cóc ở đâu rồi? À, chó phá bông này. Thằng chó phá bông. Thằng chó phá bông này. Ôi, không được rồi. Ôi, đớn được chó phá bông rồi. Chó phá bông. Chạy đi ghê. Đi tao chạy. Đi ghê lắm mày. Con re nhìn có vẻ phế. Không phải phế mà là đéo có slot cho vào. Phá đi. Để tìm Savannah 2 à. Chẳng có. Ui, đợi đi này vào.
mẹ rồi. Má để cho nó hưởng có hai cái cốc rồi. Má cho Nam đi một đống cốc rồi gì chứ. Bỏ lệch, má đảo vào lệch mất. Đấy, má cho 5 cốc nó khả quả vừa rồi là đi hết rồi đó. Không sao, con chó Lichy này lúc nào gặp mày cũng random ra đồ ngon thôi. Thưởng hết chúng nó cho anh. Đó, tuổi gì? tuổi. Ui rồi má, làm thế? Đi con bạc, má lấy con bạc bố mất. Căng rồi, má con bạc ngon thì lấy mất rồi nữa. Ăn thua rồi, nó chưa kịp bỏ nữa, nó ăn thua rồi. Nó 14 máu chết đâu. Bắn nốt đi. Vừa chết. À, cái giá nhờ. Má, con chó trưởng có cái ấn đánh cho con rồng không lên nổi năng lượng luôn ạ. Má, nó có cái ấn thuật sĩ, nó có cái lo thuật sĩ đánh cho con rồng không lên nổi năng lượng, không bay nổi luôn. Đây này, cái đòn đánh của thuật sĩ đánh cắt năng lượng từ mục tiêu này. Má, hư cấu. Hơi đau đấy mà chỗ trường có cái lõi thuật sĩ còn vãi.
tôi ra thua lạ lướt. Ai nhào mong nhìn quá vật vãi. Ai nhìn nhà mấy kia nhìn vãi chết thôi. Ủa chứ ai chơi cho mày đấy? Có ai chơi à? Căng đòn nhờ. Ủa lì, chết đến nơi rồi, đấy đó một. Ủa chùa, có hợp bài, kiếp trường. Đó chưa vứt bài lên đấy cũng to một rồi. Đi bài gớm hết chứ. Tạo khỏe. Không lên mà thả tiền đi con lợn. Chưa, vậy đang có một đấy. Bài thằng nào nhỉ mạnh đấy. Chưa, 30 máu sao mà chết được. À, một đấu. Chưa đi, chưa xong. Tiền thì làm gì đây, 3-2 rồi các kiểu. Sao đi chợ.
chơi thuật sĩ mà. Hai Sona ư 8 con rồi. Chưa chết chưa? Chỉ có thua à? Hơi non, hơi non. Lên số 3 rồi, xong. Chưa cút thật chưa. Không, chưa có thôn A3 rồi mà sao cút được. Súng dài ấy nhở. Sona 3 cũng mạnh à. Đi bụi. Chết cười. Ừ.
Rồi, lại nào. Lùi lôi lâu rồi. Thế cầm chì lát đi đâu đấy? Gì đây, gì đây, gì đây, đấm người còn hát hò gì đây? Thank you.
xa luôn đấy. Thắng đi mà ngoi lên chứ đừng ở dưới đáy xã hội nữa. Ở giữa giữa giờ ở giữa giữa là đẹp rồi. Kèo khó không quan trọng thế ạ. Kèo khó không quan trọng thế ạ. DC kia là gì? Đạp hết chúng nó rồi. Chào mừng Quốc Khánh nhé. Con Lee Sin 2 ngay lúc này. Mát luôn, mát đồ có thể cầm to luôn. Thank you.
bài tự động. Cho nhện hải cắn tí thế ơi, cho nhện hải cắn tí nào, cho nhện hải cắn tí. Không 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 cho, không cho, cho nhện hải cắn tí nào. Nico hai đâu ra đấy? Đâu ra? Cái bài gì đã ông? Nico 2 à? Mà là 3 tiền 2 sao rồi còn gì nữa? Ui vãi cả đấy ạ. Từ để coi, tôi gì không lắp con này được. Rồi chút con này đẹp tí nào. Thích cái đéo gì, thích cái đéo gì, thích cái đéo gì. Nhiều nhiều tức cười. Xin là bu vào lấy thôi, không thể tin tôi thế rồi. À, người đàn ông giành bài của đồng đội, chịu rồi, à, người đàn ông giành bài của đồng đội. Đã quỳ xuống. Hello Nguyễn Thế Tomo Team Admin. Quỳ xuống và xin thế rồi mà thế vẫn làm. Chị Google là... Hello cả nhà. Thế làm vậy thế có lương tâm không? Quỳ xuống và xin thế rồi mà thấy còn làm vậy được ấy. Thế có lương tâm không? Cắn nó cho anh. Cắn nó cho anh. Cắn đúng nó cho anh. Cắn đúng nó cho anh. Ui, mẹ con xét 2 này, lão thế chưa? Cắn nó đây. Ui. Cắn nó đây.
nếu cắn được tí máu chín mới máu mới cay. Rồi vào đi lốt đi, không cần bốn hóa hay gì. Lên 7 rồi cũng được. Cái đồ này rồi cho nào ta, số gì thì cho nào. Ta khô bay à. Ta khô bay à. Má, toàn tướng là tướng này. Hay ra. Nói đây được sợ. Không 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 không, để ai đăng ký được cho đấy. Thì đấy, thì có ai đăng ký thì cũng công ty mình hết mà. Cho đăng ký cái gì đâu. Coi đăng ký ở đâu. Đăng ký. ID Garena Plus là cái tên đó hả? Là cái nào đó? Rồi, ra bên kiếm các
chưa? Má mày. Cái gì á? Cái đồ phụ đi. Livestream của mình nhá, hẹn anh em buổi live tiếp theo để theo dõi trận đấu này nhá. Bye bye mọi người. Sao cái này nó bị lỗi rồi ta? Nó hay bị lỗi đấy nhở? Ôi vậy đấy, thằng nào cứ ngồi máy này chỉ khui màn hình đấy. Bye bye mọi người nhá, hẹn mọi người trên tiếp theo.